Chào mừng quý vị đến với chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình sáng nay sẽ có những thông tin nổi bật sau đây. Vận động người dân tháo dỡ các chuồng cọp lồng sắt để mở lối thoát hiểm. Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra vụ du khách nước ngoài mua quả dừa giá 150.000 đồng. Nhóm máu A cạn kiệt, kêu gọi mọi người có nhóm máu A tham gia hiến máu và tiểu cầu. TikTok Việt Nam có 7 vi phạm liên quan tới dịch vụ thương mại điện tử, nội dung độc hại. Thưa quý vị, nhiều chung cư tại Thành phố Hồ Chí Minh đang ráo riết rà soát, đồng thời vận động người dân tháo dỡ các chuồng cọp lồng sắt chống trộm để mở lối thoát hiểm. Động thái trên đang được cộng đồng hưởng ứng tích cực, nhất là trong bối cảnh tình hình cháy nổ ở các tòa nhà cao tầng chung cư diễn biến phức tạp. Những ngày gần đây, dưới sự tuyên truyền tích cực của các ngành chức năng, nhiều gia đình ở chung cư Nguyễn Biển thuộc phường 1, quận 5 đã chủ động thuê thợ về tháo dỡ toàn bộ hoặc cắt gỡ một phần các chuồng cọp, tạo lối thoát hiểm khi có sự cố. Nếu cắt như vậy xuống, tôi thấy cũng sợ trộm, nhưng mà mình nghĩ cái an toàn của mình, cái tính mạng của mình là quan trọng hơn. Thành ra tôi thực hiện theo đúng cái chủ trương của phường là cắt hạ cái chuồng cọp xuống. Nhiều khu chung cư trên địa bàn quận 5 cũng tích cực hưởng ứng. Qua cái chuyện tuyên truyền này thì người dân đồng tình rất cao và thực hiện hưởng ứng. Qua đây chúng tôi cũng rất mong muốn là sự lan tỏa tới tất cả các cái người dân khác thấy được cái lợi ích của việc mở lối thoát thứ hai để bảo vệ chính tài sản và tính mạng của người dân. Thời gian qua, nhiều vụ cháy gây thiệt hại nặng về người và tài sản mà nguyên nhân đều do chuồng cọp gây cản trở, làm chậm công tác cứu nạn của lực lượng chức năng. Sau sự việc du khách Nhật tố mua 3 đôi vớ bị hét giá 700.000 đồng, du lịch Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục bị mang tiếng khi một du khách nước ngoài tố bị người bán chặt chém quả dừa giá 150.000 đồng. Đoạn clip đăng tải trên TikTok thu hút hơn 50.000 lượt xem và nhiều bình luận. Sở Du lịch Thành phố đã vào cuộc kiểm tra. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ảnh về một nữ du khách nước ngoài bị chặt chém khi mua dừa ở gần bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo thanh tra sở vào cuộc phối hợp với cơ quan công an điều tra kiểm chứng thông tin trên. Sở cũng tăng cường hoạt động kiểm tra giám sát tại các điểm du lịch, khu di tích trên địa bàn. Trong tuần tới chúng tôi sẽ có làm việc với Ủy ban nhân dân quận 1, phòng văn hóa quận 1, phòng đô thị, rồi là lực lượng thanh niên xung phong và công an quận 1, và chúng tôi sẽ có những cái hướng xử lý triệt để về vấn đề này. Sở Du lịch Thành phố cho biết sẽ tăng cường tiếp nhận thông tin phản ảnh từ các đơn vị du lịch, lữ hành, các kênh báo chí truyền thông và cả mạng xã hội. Từ đó kịp thời xử lý, bảo vệ hình ảnh du lịch Thành phố Hồ Chí Minh trong mắt du khách. Trong những tuần gần đây, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương luôn trong tình trạng cạn kiệt nhóm máu A cung cấp cho các tỉnh phía Bắc Tây Nguyên và Cần Thơ. Nhu cầu sử dụng tiểu cầu cũng tăng lên gấp đôi. Vì vậy, Viện đã kêu gọi mọi người có nhóm máu A tham gia hiến máu và tiểu cầu. Nhóm máu A chỉ chiếm 10-12% tổng lượng máu, trong khi mức dự trữ an toàn cần đến 20-25%. Bình thường trong kho máu của viện để cung cấp cho các bệnh viện khác thì khoảng 2-3.000 đơn vị máu A. Tuy nhiên trong đầu tuần vừa rồi, từ tuần trước giờ chỉ khoảng 4-500 đơn vị. Cũng trong nhiều ngày, các điểm hiến máu cố định đều vắng người hiến máu tình nguyện. Thấy trên hội nhóm cộng đồng thì người ta bảo là có một số nhóm máu đang thiếu thì đi hiến máu. Biết là mình máu của mình có thể giúp được nhiều người khác thì em cũng khá là vui. Việc cạn kiệt nhóm máu A dẫn đến cung cấp máu cho các cơ sở y tế hạn chế, có thời điểm chỉ đáp ứng 50% so với nhu cầu. Nguyên nhân là do nhu cầu sử dụng máu và phế phẩm máu tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc thời gian gần đây tăng cao hơn, cùng với áp lực phải hỗ trợ cho khu vực Tây Nam Bộ và Tây Nguyên. Dịch sốt xuất huyết bùng phát với nhiều ca chuyển nặng cũng khiến nhu cầu máu, đặc biệt là tiểu cầu tăng lên gấp đôi. Cá rồng được xem là vua của các loài cá kiển bởi vẻ đẹp và giá trị có thể lên tới hàng tỷ đồng. Anh Võ Minh Trí sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh đã bén duyên với nó. Từ một thú vui có phần đắt đỏ, anh đã gắn bó với loài này như công việc suốt 16 năm qua. Ngoài trang trại nuôi cá rộng 2.000 m2 ở thành phố Thủ Đức, anh còn nhận chữa bệnh cho cá rồng. Cá rồng á, thì nó có những cái dòng chính, nó khoảng mười mấy loại cá, nhưng mà trong một cái loại cá nó lại có những cái đột biến riêng về cái dòng đó nữa, thì nó chia ra rất là nhiều. Chủ yếu cơ bản là huyết long, rồi kim long quá bói, rồi hai bách, rồi ngân long. Cá rồng có tên gọi khoa học là Osteoglossidae, có nguồn gốc từ sông Amazon. Chúng được xếp vào danh sách các loại cá đẹp nhất thế giới. Ở châu Á,
Loài cá này được xem là tượng trưng cho sự may mắn, phát tài lộc. Việc chăm sóc cá cũng đơn giản, chỉ cần cho bay hơi clo trong nước trước khi thả cá vào bể, cũng như tránh thay nước quá nhiều. Dễ nuôi, không có bệnh hoạn gì đó. Lo cho vài con tôm vậy thôi, đổi món vậy đó. Trong tương lai, anh Trí mong muốn Việt Nam có thể nhân giống, đảm bảo chất lượng vật nuôi để xuất khẩu. Anh cũng đang nghiên cứu bộ lọc nước thông minh để hạn chế việc thay nước thường xuyên. Sau hơn 4 tháng kiểm tra, chiều ngày 5 tháng 10, kết quả của đợt kiểm tra toàn diện mạng xã hội TikTok tại Việt Nam đã được công bố tại buổi họp báo thường kỳ tháng 10 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Theo kết luận từ đoàn kiểm tra, thì TikTok Việt Nam có 7 vi phạm liên quan tới dịch vụ thương mại điện tử, nội dung độc hại và gây hại cho trẻ em. Bộ cho biết, hai pháp nhân của TikTok tại Việt Nam không trực tiếp tham gia hoạt động quản lý, cung cấp các dịch vụ TikTok cho người dùng tại Việt Nam, mà do TikTok Singapore trực tiếp quản lý, vận hành. Theo kết luận kiểm tra, TikTok Singapore lưu trữ thông tin vi phạm pháp luật Việt Nam tại các máy chủ CDN tại Việt Nam. Cụ thể, đó là thông tin giả mạo, xuyên tạc, kích động bạo lực, kích động tệ nạn xã hội, thông tin gây hại cho trẻ em, quy trình kiểm duyệt nội dung chưa hiệu quả. Công ty TikTok của Singapore cũng như là hai đơn vị của TikTok tại Việt Nam thì cũng đã phối hợp rất là tốt với đoàn kiểm tra, cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu. Khi có nhận cái kết luận kiểm tra thì cũng đã có những cái điều chỉnh. Bộ yêu cầu TikTok Singapore ủy quyền cho công ty TikTok Việt Nam trực tiếp tham gia hoạt động quản lý, cung cấp các dịch vụ xuyên biên giới vào Việt Nam. Bộ yêu cầu TikTok Singapore khắc phục ngay các sai phạm, gỡ bỏ 100% các nội dung vi phạm pháp luật Việt Nam, cải thiện hệ thống kiểm duyệt nội dung, giới hạn thời gian truy cập sử dụng TikTok với người dưới 18 tuổi, xóa các tài khoản TikTok của trẻ em dưới 13 tuổi. Trong phần sau, truy tìm đối tượng dùng súng bắn bị thương hai nữ công nhân môi trường. Bắt đối tượng vì nhiều lần thực hiện hành vi đồi bại với bé gái 12 tuổi. Hộ khẩu đâu anh? Thưa quý vị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo hỏa tốc điều tra, truy tìm đối tượng dùng súng bắn bị thương hai nữ công nhân môi trường. Vụ việc xảy ra rạng sáng qua tại khu vực phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi. Vào lúc 1 giờ sáng ngày 5 tháng 10, hai chị Lê Thị Minh Khải và Võ Thị Lưu, nhân viên công ty cổ phần môi trường đô thị Quảng Ngãi đang làm việc trên đường Phạm Văn Đồng đã bị một nhóm thanh niên áp sát gây sự. Được sự khuyên ngăn của nhiều người nhưng nhóm đối tượng này đã không nghe mà chạy về lấy súng và quay lại hiện trường bắn nhiều phát vào chân khiến hai công nhân bị thương phải nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Phúc Hưng để cấp cứu. Kết quả chụp phim cho thấy cả hai người đều có đạn hoa cải trong đùi và bắp chân. Đại diện lãnh đạo công ty cổ phần môi trường đô thị Quảng Ngãi cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng trích xuất camera để truy tìm đối tượng làm rõ vụ việc. Hiện sức khỏe của hai công nhân trên đã dần ổn định. Đối tượng Trần Văn Hiếu bị công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương bắt giữ để điều tra vì đã dụ dỗ bé gái 12 tuổi quan hệ tình dục. Trước đó Hiếu làm quen với nạn nhân trên mạng xã hội rồi thực hiện hành vi đồi bại với bé. Theo đó, ngày 3 tháng 10, gia đình bé gái đến công an trình báo việc con họ bị kẻ xấu giở trò đòi bại. Nhận tin báo, công an thành phố Dĩ An đã nhanh chóng vào cuộc, đưa Trần Văn Hiếu, sinh năm 1988, quê Cà Mau, về trụ sở để điều tra. Tại cơ quan công an, Hiếu khai nhận, thông qua mạng xã hội nên quen biết bé V, 12 tuổi. Cả hai thường xuyên nhắn tin qua lại cho nhau. Ngày 2 tháng 9 và 12 tháng 9, Hiếu đã lôi kéo em quan hệ tình dục. Ngày 3 tháng 10, gia đình nạn nhân phát hiện vụ việc nên trình báo công an. Vụ án đang được công an Bình Dương tiếp tục điều tra làm rõ. Công an tỉnh Bình Phước chiều qua phối hợp với công an huyện Phú Riềng tổ chức khám nghiệm điều tra làm rõ vụ thi thể một người đàn ông phân hủy trong nghĩa trang. Trước đó, trưa cùng ngày, một nữ công nhân đi cạo mũ tại Lô Cao Su thuộc thôn Tân Hòa, xã Bù Nho, huyện Phú Riềng phát hiện vụ việc trên tại Nghĩa trang Nhân dân Bù Nho. Qua xác minh, danh tính nạn nhân được xác định là Đỗ Thành Sơn, 50 tuổi, ngụ xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng. Khoảng 18 giờ tối qua tại La Phù, Hoài Đức, Hà Nội đã xảy ra vụ cháy nhà xưởng. Những người dân sống xung quanh cho biết đám cháy xuất phát từ bên nhà xưởng, sau đó bùng lửa lớn. Cũng theo người dân, nhà xưởng này chủ yếu chứa vải may mặc. Thời điểm xảy ra vụ cháy có nhiều nhân viên bên trong dập lửa nhưng không thành. Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện Hoài Đức, Hà Nội đến hiện trường và hiện đã dập tắt được đám cháy.
Nguyên nhân đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Vụ cháy khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi, một số hạng mục đổ sập, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Trong phần sau của chương trình, biến đổi khí hậu và xây dựng tràn lan có thể là nguyên nhân gây thảm họa vỡ sông băng Ấn Độ. Ngày càng nhiều người trẻ Nhật Bản đến thăm các đền chùa chỉ vì muốn sưu tập những con dấu. Cơn bão Koinu đã tàn phá miền Nam Đài Loan, Trung Quốc. Đây là cơn bão thứ 14 ập vào vùng lãnh thổ này trong năm nay. Ít nhất một người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương tính đến tối thứ Năm ngày 5 tháng 10. Các đội sửa chữa khẩn cấp từ cơ quan cung cấp điện của địa phương đang nỗ lực khôi phục điện cho các khu vực bị ảnh hưởng. Khoảng 330.000 hộ gia đình trong khu vực đã gặp sự cố mất điện, trong đó có khoảng 69 hộ vẫn chưa được khôi phục. Các lực lượng cứu hộ Ấn Độ đang tìm kiếm khoảng 100 người mất tích tại một thung lũng ở phía đông bắc sau trận lũ quét do sông băng trên dãy Himalaya vỡ, khiến ít nhất 14 người thiệt mạng. Theo chính quyền, thiệt hại trên diện rộng kéo dài hơn 120 km về phía hạ lưu. Các con đường trong khu vực bị hư hại nghiêm trọng và 14 cây cầu đã bị phá hủy. Theo hình ảnh vệ tinh do Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ công bố, hồ Lonak trên dãy Himalaya đã bị thu hẹp 2/3, mất đi diện tích mặt nước khoảng 105 hectare, tương đương 150 sân bóng đá. Các nhà khoa học khí hậu cho biết, nhiệt độ bề mặt trung bình của trái đất đã tăng gần 1,2 độ C kể từ thời tiền công nghiệp, nhưng các vùng núi trên cao thế giới đã ấm lên với tốc độ gấp đôi. Các sông băng ở dãy Himalaya tan chảy cũng làm tăng lượng nước trên các sông, trong khi việc xây dựng không được kiểm soát ở những khu vực dễ bị lũ lụt có thể khiến người dân địa phương gặp thảm họa. Theo một báo cáo được ICIMOJ công bố vào tháng 6, từ năm 2011 đến năm 2020, các sông băng trên dãy Himalaya tan chảy nhanh hơn 65% so với thập kỷ trước. Các sông băng có thể mất tới 80% thể tích hiện tại vào cuối thế kỷ này, tổ chức liên chính phủ có trụ sở tại Nepal ước tính. Trong khi đó, nằm trên bờ biển phía đông của Greenland, Itokotomit là một trong những ngôi làng biệt lập nhất trên thế giới, chỉ có thể đến được bằng trực thăng hoặc là thuyền khi băng tan trong một tháng mỗi năm, cũng đang chịu ảnh hưởng sự nóng lên toàn cầu của các hoạt động con người gây ra. Sông băng phía trên ngôi làng đang tan chảy đến mức những người chịu trách nhiệm về hồ chứa nước uống địa phương lo ngại họ sẽ phải khử muối trong nước biển để đáp ứng nhu cầu trong những năm tới. Sự khan hiếm chất dinh dưỡng gây ra một phản ứng dây chuyền, ít sinh vật phù du hơn, do đó có ít cá tuyết dùng cực hơn, ít hải cẩu và gấu hơn. Những nguồn protein thiết yếu cho cư dân của làng đang bị đe dọa. Nghiên cứu mới từ đoàn thám hiểm Greenlandia đã vẽ ra một bức tranh ảm đạm về tương lai của sông băng. Một khi nước ngày càng ấm hơn, thì loại tảo tuyết Sanguina nivaloides sẽ tạo ra sắc tố màu đỏ cam, làm giảm khả năng phản chiếu ánh sáng mặt trời của tuyết, do đó làm tăng tốc độ tan chảy. Theo các nghiên cứu, những loài tảo này chịu trách nhiệm tới 12% lượng băng tan hàng năm ở chõm băng Greenland, tương đương 32 tỷ tấn băng. Các nhà khoa học Đan Mạch chuyên về Bắc Cực ước tính, trong hai thập kỷ qua, chõm băng ở Greenland đã mất đi 4,7 ngàn tỷ tấn, góp phần làm mực nước biển dâng thêm 1,2 cm. Có một trào lưu đang thịnh hành ở Nhật Bản khiến ngày càng nhiều người trẻ ở nước này đến thăm các đền chùa. Họ đến đền chùa không hẳn là vì niềm tin tôn giáo, mà là để sưu tập những con dấu, minh chứng cho việc chủ nhân của nó đã đến thăm đền chùa. Tuy nhiên, nhờ trào lưu này, nhiều bạn trẻ Nhật Bản nhận ra mình thích thú với những địa điểm tôn giáo. Tại ngôi đền Ono Terusaki nổi tiếng ở Tokyo, các nhà sư đang bận rộn đóng dấu Go-Shu-In, những con dấu thư pháp tinh xảo mà các đền chùa cung cấp cho du khách. Khi bạn cầu nguyện tại một ngôi đền, bạn đang cầu xin các vị thần linh chung tay với bạn để hình thành mối liên kết với họ. Và vì vậy, con dấu Go-Shu-In giống như một bằng chứng cho mối liên kết của ngày hôm đó. Anh Ryo Yoshida đã thành lập một trang thông tin trực tuyến Hotokami kết nối các đền chùa đang gặp khó khăn với những du khách quan tâm đến lịch sử, kiến trúc hoặc con dấu. Trang này tổ chức những chuyến đi sưu tầm dấu mộc Go-Shu-In. Trước đây, thăm viếng đền chùa không thực sự là một phần trong cuộc sống của tôi. Nhưng nhờ có dấu Go-Shu-In, giờ đây tôi hòa mình và trở nên gần gũi hơn với những nơi này. Các chuyên gia cho rằng, việc thăm viếng đền chùa của người Nhật trẻ không phản ánh việc thể hiện đức tin, mà là sự gắn bó với truyền thống tôn giáo Nhật Bản mà không nhất thiết phải am hiểu quá sâu về tôn giáo.
Ngày 5 tháng 10, Sở Đúc Tiền Hoàng gia Australia ra mắt hình ảnh vua Shark đệ tam mới, vốn sẽ được sử dụng trên các đồng tiền xu của nước này. Giới chức cho biết hình ảnh vua Shark có thể xuất hiện trên đồng xu 1 đô la vào đúng dịp Giáng sinh năm nay và các đồng xu mệnh giá còn lại sẽ được lưu hành vào năm sau. Đây cũng sẽ là lần đầu tiên trong 70 năm qua các đồng tiền xu của Australia có hình một vị vua. Thưa quý vị, tối qua tại lượt thi đấu thứ 2 của bảng H của AFC Cup, Hải Phòng có chuyến làm khách trước Hoa Quang United của Singapore và đây được đánh giá là đối thủ không quá khó đối với Hải Phòng. Phút 54, Mamute bị phạm lỗi trong vòng cấm và chính anh đã sút thành công quả phạt đền để mở tỷ số cho Hải Phòng. Tuy nhiên đến phút 82, một đường chuyền hỏng của Hải Phòng đã tạo cơ hội để Hoàng Gan tấn công rất nhanh, kết thúc với pha ghi bàn của Maximovi để cân bằng tỷ số trận đấu. Chưa dừng lại ở đó, ở những phút bù giờ, hàng thủ đội khách tiếp tục kèm người không tốt để Maximovi hoàn tất cú đúp và ấn định chiến thắng 2-1 cho Hoàng Gan. Sau trận này, Hải Phòng đang xếp nhì bảng H với 3 điểm, kém đội đầu bảng Sabat 3 điểm. Lượt sau, Hải Phòng sẽ gặp chính đối thủ này trên sân nhà vào ngày 25 tháng 10. Môn breaking sẽ chính thức bước vào thi đấu tại ASEAN 19 ở Hàng Châu, Trung Quốc vào hôm nay ngày 6 tháng 10. Breaking là một phong cách nhảy đường phố xuất phát từ thập kỷ năm 1970 như một phần văn hóa hip hop ở Mỹ. Tại Đại hội Thể thao Châu Á, các vận động viên môn breaking sẽ thi đấu theo hình thức một chọi một, lần lượt thể hiện các động tác của mình. Tôi cũng hơi lo lắng nhưng hy vọng mình có thể đạt được kết quả tốt. Đây là lần đầu tiên nên tôi rất vinh dự được trở thành một phần của lịch sử. Các cuộc thi breaking tại Đại hội Thể thao Hàng Châu diễn ra trong 2 ngày 6 và 7 tháng 10, nơi các vận động viên sẽ tranh tài cho hai huy chương vàng. Hai người đoạt huy chương vàng sẽ giành được 2 trên 32 vé tham dự Thế vận hội Paris 2024. Đây cũng sẽ là lần đầu tiên môn breaking xuất hiện tại Thế vận hội. Tối qua, tổ công tác của Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an phối hợp với Công an thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang tiến hành kiểm tra nồng độ cồn tài xế của các phương tiện xe ô tô và xe máy khu vực nội ô thành phố Mỹ Tho. Sau hơn 2 tiếng kiểm tra, tổ công tác đã phát hiện và lập biên bản xử lý nhiều người điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn. Cá biệt có một người đàn ông khoảng 50 tuổi điều khiển xe máy khi lưu thông trên đường Trần Hưng Đạo, dừng chờ đèn đỏ, bị cảnh sát giao thông yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn. Khi dắt xe máy vào lề, người đàn ông này bất ngờ cầm bật lửa và ngồi xuống rút ống xăng của xe máy, làm xăng chảy tràn xuống đường để gây áp lực. Phát hiện sự việc, tổ công tác nhanh chóng khống chế người này. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn, người đàn ông này vi phạm mức 0,689mg một lít khí thở. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ xe. Một thành viên tổ công tác cho biết, mặc dù thời gian qua, các địa phương đã ra quân xử lý quyết liệt và phát hiện nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn, điều khiển xe ô tô và xe máy. Trong đó có cả cán bộ, công nhân viên chức vi phạm. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình 60 giây sáng nay của chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây chiều nay vào lúc 18h30 trên cả hai kênh HTV7 và HTV9. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt.